Bất Cộng Sản Đặc Biệt kính chào cô chú anh chị. Hôm nay ngày mới xin chúc được dồi dào sức khỏe, công việc làm ăn phát tài phát đạt nha. Thì hôm nay chủ ký gửi em một cái căn nhà nằm đường này là đường đá xanh, con đoạn là 3 m, con đoạn là 4 m anh chị, cực kỳ rộng luôn. Đường này là đường cặp bờ sông Nam Xuân Hòa, sông này rất là lớn, ở đây rất là mát, rất là thoáng luôn anh chị ha. Cô chú nào lớn tuổi mà về quê đây ở là rất là tuyệt vời. Thứ nhất là yên tĩnh nè, thứ hai là không khí trong lành và rất là mát mẻ luôn. Trước màn hình mình là có xe ô tô đậu trước thì thấy không? Vô rất là thoải mái nha, để em gần gần cho chị xem là thấy không? Căn nhà mình thì diện tích cũng vừa phải thôi anh chị, dành cho những người nào ít tiền, giá bình dân nha. 9m9, chiều sâu là 18m6, còn bên tay trái chiều sâu là 16m4 nha, hai chiều sâu khác nhau nha anh chị. Cái hướng căn nhà mình đây là hướng Tây Nam, chị nào mà hợp phong thủy coi tuổi á, đây là cái vị trí khá đẹp cho anh chị và cô chú ha. Địa chỉ đây là ở ấp Tân Thuận, xã Xuân Đông, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang. Ở đây thì căn nhà mình ở nhà cấp 4, nhà tường nhưng mà chưa có tôn chị ha. Đó, mình về mình mua nhà này mình khỏi tu bổ, mình ở luôn chị ha. Còn nếu mình có ít tiền á, mình bỏ vô khoảng 20 triệu, đó, 30 triệu là mình làm lại nhà ngon lành, đó mình tô lại thôi. Tại cái nhà diện tích nó cũng nhỏ, nó không có lớn anh chị ha. Hiện tại thì căn nhà mình là đất cây lâu năm, chưa có thổ cư nha anh chị. Rồi để quay qua sông cho mình xem ha. Ở đây thì có đèn đường luôn nè, anh chị thấy không? Ở đây là có mấy tụ điện của nhà nước nè, đi nè. Ở đây là xài nước ngọt là quanh năm, không có mặn, cũng không có nhiễm phèn luôn, nên chị cũng rất là yên tâm nha. Còn cái hướng ngược lại thì anh chị đi về chợ, đây cái chợ Hòa Định anh chị, trường học, ủy ban, trạm y tế là 3 km anh chị ha, là đi hướng này. Còn cái hướng ngược lại thì có cái chợ nữa, đó hai chợ anh chị, chợ nào cũng được nha. Ở mé bên tay trái mình đây, đó, còn khoảng là 10 m nó mới ra tới mít sông, đó, đây là phần mình sử dụng luôn nha. Có lộ giới của nhà nước nhưng mà mình sử dụng luôn. Mình có thể làm cái chòi nhỏ nhỏ ở đây, mình uống trà hay là chiều mình câu cá giải trí, buổi chiều cũng rất là thú vị nha anh chị. Đây một cái sông cực kỳ rộng rãi, rất là thoáng luôn chị thấy không? Bên cái mé sông bên kia là đường nhựa anh chị ha. Nhà cửa bển còn rất là đông hơn ở đây nữa anh chị. Anh chị thấy không? Rất là mát. Gió thổi vô ầu ầu luôn chị thấy không? Rất là thấp thoáng luôn. Ở đây đó anh chị về mình có thể mình dọn sạch sẽ anh chị. Đó, chặt mấy dừa nước nè để cho có luồng gió vô rất là mạnh chị ha. Và mình về đây mình ở rất là mát luôn. Rồi để em đi lại cái căn nhà em chỉ ranh giới cho mình nắm ha. Đây hàng xóm của mình anh chị. Đó, bây từ từ cho mình nắm ha. Đây dân ở rất là đông nha anh chị. Cái khu này cũng rất là an ninh anh chị ha. Ở đây thì về thì ở đây có một cái lõm thì anh chị có thể mình đổ cát đó, lắp khúc này nè. Đó, chỗ vị trí chỗ của mình là 9m9 nè, đây. Đó. Rồi xong rồi chặt cái mấy dừa nước đây để cho nó thoáng cái nước sông nè, rồi gió vô chị ha. Đó làm cái bờ kè đây, đó làm cái chòi nhỏ nhỏ đây. Đó mình chiều chiều ra đây chơi. Đó, hay là ngồi uống trà hay có bạn bè tiếp khách ngoài đây cũng rất là mát mẻ luôn. Đây là trước đây mình có cây dừa, có một cây. Đây anh chị, hai cây anh chị ha, hai cây dừa. Dừa này trồng được khoảng 15 năm rồi anh chị ha, đang cho trái luôn nha. Còn căn nhà mình nằm ta phải đất liền nha anh chị. Từ vị trí hàng rào bên tay phải nè. Đó, gáp canh đi cái cổng nhà kế bên. Căn nhà thì bên tay phải mình này có còn khoảng 1,5 m đi ra phía sau nhà anh chị ha, đây là cửa sổ anh chị. Và bên tay trái mình là 9m9 nha anh chị. Đất mình cũng ngắn thôi nên cái gia chủ á là xây dựng là hết đất luôn. Đó, phía sau không có cây trái gì hết nha. Rồi qua bên tay trái mình đây. Đây chị thấy không? Thấy kéo con gào nè. Đó, ở trên chị thấy hai cái mít to nó giáp không? Tại vì nhà kế bên là người em ruột. Đó. Đó, nên mới làm vậy chị ha, không phải là hàng xóm. Rồi để quay một vòng mình xem. Đây là người nhà của người em. Đây hàng xóm giờ rất là đông. Cái đường này có dự án là làm đường đan anh chị ha. Đường đan là 3m luôn á. Còn anh chị đi thẳng đường này là khoảng là 2 km nữa là qua tới chùa Mẹ Nam Hải rồi.
đó anh chị. Nếu đạo Phật thì về đây đi chùa rất là gần luôn, cái chùa Nam Hải thì rất là lớn và rất là linh thiêng nha anh chị ha. Anh chị đơn đạo Phật thì anh chị sẽ biết cái chùa này ha. Rồi em xin mời anh chị nha, giờ em sẽ đi vô căn nhà mình tham quan nha. Đây mặt tiền anh chị không? Dạ dạ cô ạ. À, rất là thông thoáng, 9m9 nè, cũng vừa phải thôi, diện tích nhỏ thôi anh chị ha. Rồi đây là cái cổng, cái cổng này thì cũng hơi vừa phải thôi, khoảng là 2m rưỡi anh chị ha. Đó, nếu mình có xe ô tô thì cổng này mình vô rất là thoải mái nha. Còn xe lớn hơn 7 chỗ thì mình phải nới cái cổng rộng ra xíu nữa chị. Đây là cái sân thì cũng vừa phải thôi, tại diện tích mình cũng nhỏ chị ha. Đó, đây thì có một số đất trống đây, anh chị có thể mình trồng một số cây mai vàng ở đây nè, để trước của nhà mình cho nó đẹp anh chị ha. Cái nền nhà đó, và mấy trụ cột nhà là loại tròn, đó thì chưa có chưa có quét vôi chị ha, chưa làm bê. Đây là mình hông bên tay phải đây. Bên tay phải mình ở đây thì nhà kế bên đã làm gạo anh chị, có trụ rồi, mình về khỏi làm. Đó mình làm ở phía bên tay trái xíu thôi, tại vì bên tay trái làm mấy con đoạn, còn đoạn chưa có làm hết gạo nha. Còn ở trước cái mặt đây thì gia chủ cũng có ốp gạch lên anh chị ha, rất là cao luôn, tới trần luôn. Cũng có camera quan sát nhà đó nè. À, cái nền nhà thì em thấy thì cũng tương đối cao anh chị, không có thấp anh chị ha. Đó, đây thì khu vực để mình ngồi tiếp khách cũng được nữa. Đó, đây có một cái bàn, có cái võng ở đây, đó, ngồi nghỉ ngơi anh chị ha. Đây là bên tay trái hông nhà. Rồi để em chỉ cái ganh mé ở đây cho anh chị mình thấy rõ luôn nè. Đó, tới đây là đổ bê tông cao bằng cái nhà đúng không chị, thấy không? Đó, nhưng mà gào tới đây. Đó, thì mình về là mình cuốn lại nó xíu anh chị, mình thẳng ra tới bức tường đó luôn chị ha. Đất mình dài tới bức tường phía sau anh chị ha. Tại vì ở đây là hai anh em nên ở đây chưa kéo gào. Đó, gia chủ mới cuốn lại tới đoạn này thôi. Đó, mình về kéo gào từ vị trí tay em chỉ nè. Đó, thẳng phía sau cái bức tường nha anh chị ha. Tại vì anh em ta thì ở đây thì cũng không có làm. Đó, mình về thì mình mua cái nhà này thì mình ở anh chị, thì mình phải làm gào ranh giới rõ ràng anh chị ha. Hiện tại thì cái nhà mình thì đã có sổ riêng anh chị, đó mình thương lượng được ra công chứng trong ngày luôn nha. Đó, mình khỏi đặt cọc, đỡ mất thời gian chị ở xa hay là công việc bận rộn nha anh chị. Ở đây thì cái cửa đây là cửa bằng nhôm đồng kiến anh chị, rất là đơn giản thôi, tại vì anh chị này cũng là công nhân đó, thì cũng kiếm sống rất là khó khăn anh chị ha. Đó, thì nhà thì anh chị cũng thấy rồi, rất là rộng, rất là thoáng, nhưng con cái là nhà chưa tô. Đó, mình về mình thiết kế là mình tô nè, về đóng la phong nè, đó bỏ vài chục triệu mình làm. Còn nếu anh chị không có điều kiện á thì từ từ mình làm anh chị ha. Đó, toàn bộ căn nhà là chưa đóng la phong nha anh chị. Wow, hai bên cửa sổ cực kỳ rộng luôn, cửa sổ bằng nhôm đồng kiến. Còn đây là chủ mới bắt về một số mật ong gùi đây nè anh chị. Em không dám lại gần nha, sợ nó chích anh chị ha. Em gùm gần anh chị thấy rõ không? Ở dưới quê là bắt anh chị không? Từ tay bắt luôn anh chị, gia chủ á. Rất là nhiều ổ luôn. Đó, bắt từ cây dừa anh chị. Đó anh chị thấy không? Chặt nè. Rồi, em xin mời anh chị ha, thì em sẽ đi ra cái ranh cuối cùng luôn. Đó, để em chỉ ranh giới cho mình nắm nha. Nhà thì chủ thì được là một phòng khách, một không gian giải trí phía ngoài nè. Rồi ở đây cũng có một cái không gian rộng rãi nè, đó để vui chơi của mấy đứa con của chủ ha. Rồi có tivi nằm ngoài đây. Ở chỗ vui chơi của con nít đây thì con của chủ thì chủ cũng ốp gạch lên. Đó, tóc nền đoạn này để cho sạch sẽ cho con của chủ chơi chị ha. Thì em nói thì ở đây thì căn nhà mình anh chị thì vướng lộ giới chị ha, tại vì cái lộ giới đường đá xanh này á, cặp bờ sông này á rất là dài đó, dài hai mấy mét đặng, nên cái toàn bộ cái không gian nhà mình là bị vướng lộ giới anh chị ha. Nhưng mà mình ở bình thường anh chị, tại lộ giới nằm ở sổ vậy thôi, nhưng mà ở khu vực này á, nhà cửa cũng có mười mấy mét, cũng có hai mấy mét cũng có chị ha. Người ta xây dựng lâu năm rồi, mình ở rất bình thường nha. Từ khi vô hoạch mở rộng đường, nhưng cái đường này đó chỉ mở là đường đan là 3 mét thôi, nên có lộ giới anh chị ở yên tâm, không có sao hết. Đây là phòng ngủ cũng có máy lạnh, rồi mấy phòng ngủ đều đóng lớp phong rồi.
thì bên trong cũng ốp gạch lên là 2 mét rưỡi luôn chị, rất là cao. Còn phòng thứ hai thì ở đây thì chủ chưa có đóng lập phòng đó. Chưa đóng lập phòng. Phòng thứ hai thì không có ở chị ha, có thì nhiều có khách hay là mấy con cái về mà ở thôi, chưa có đóng lập phòng, chưa có gắn máy lạnh nha. Còn đây là không gian phía sau là chị, đây có một cái sàn nước bên tay phải ha, rất là rộng rãi luôn, rửa chén bát ở khu vực này đó. Đây là cái tủ lạnh, còn cái đây là máy giặt, còn đây là nhà tắm, nhà vệ sinh là chung đó. Quay bên trong kỹ cho mình xem luôn ha. Đây nhà tắm, nhà vệ sinh thì em thấy không gian thì đã ốp gạch và lót nền rồi, cũng rộng rãi thông thoáng nha, cũng có vòi sen tắm đó nè. Một căn nhà và đất luôn, xây dựng hết đất luôn đó. Đây là không gian có cái kệ bằng inox đó, để ly chén đĩa đây ha. Đây là khu vực nấu ăn của gia chủ nè đó, thì cũng gọn gàng đó, cũng bình thường thôi, cũng nhỏ thôi, gọn thôi chứ không có lớn anh chị ha. Đây có labo để mình rửa bát ở khu vực này, đây bóng ga ha. Còn kế bên trái bên đây có cái tủ bằng nhôm đó, để chén bát ở đây anh chị nha. Rồi đây là cái ranh giới cuối cùng của mình anh chị, cái cửa phía sau anh chị ha. Đây cửa phía sau để lấy ánh sáng vô anh chị, lấy gió vô cho nó mát anh chị ha. Đó, mình xây dựng là hết đất, đây là ranh giới cuối cùng nha anh chị. Phía sau đây là đất của ông bà, của còn của mấy người em anh chị ha. Đó, đây là người anh nó xây dựng hết đất luôn. Đây đã chia ra hết rồi, có sổ riêng hết anh chị ha. Phía sau đây có một vùng nước của người em kế bên ha. Đây đây là ranh giới cuối cùng nha anh chị, nó quay cao cho anh chị phía sau luôn nè. Đó đây trên về sau đây cũng có làm miếng xói nè. Rồi đến em tạm dừng video ha. Anh chị và cô chú nào quan tâm cái căn nhà nằm ở huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang này thì liên hệ với em số thoại hình. Bên em có nhân viên dẫn coi trực tiếp và gặp chính chủ để em thương lượng cái giá hợp lý để mình mua nha. Đường trước căn nhà mình đây là đường xe ô tô, xe tải luôn nha anh chị. Quý khách hàng cũng đừng quên với một like ha, một chia sẻ ha, một nút đăng ký giúp mình để tương tác với em, để em có động lực quay những video mới tìm đất và nhà giá rẻ, giá đầu tư cho anh chị và cô chú nha. Chân thành cảm ơn rất nhiều. Dạ em xin chào và hẹn gặp lại anh chị ở phần video tiếp theo.